Đây các bạn, đây là Megazord đến từ anh ta, một hãng sản xuất từ Pháp ha. Thì ở đây là mua theo cái kiểu như là tạp chí vậy đó. Họ phát hành một tuần là một số ha, và một số sẽ kèm theo một bạc như thế này. Chẳng hạn như cuốn 60 thì nó sẽ tặng kèm cho chúng ta những cái bạc này, và khi mà chúng ta sưu tập đủ hết là tầm khoảng 120 số sẽ ráp được một con Dino Megazord cao 60 cm. Con này nó sẽ có đèn ở đầu năm con thú và có đèn ở đầu của Dino Megazord. Bên cạnh đó nó sẽ có chi tiết die cast kim loại, nó rất là nặng ha. Và đây các bạn xem sơ qua về những cái bạc được tặng kèm theo số 60, nó sẽ là như thế này. Và những cái này á thì nó chỉ là nhựa thôi, tuy nhiên có những phần nó bằng kim loại, chẳng hạn như cái này tôi sẽ cho các bạn thấy ha. Đó, thấy không, nó kêu nè, nguyên một miếng này bằng kim loại luôn các bạn, cho nên khi mà ráp xong nó nặng chắc cũng phải mấy ký á. Và miếng này nó sẽ là nhựa nè, thấy không. Lần này người nhà của bạn tôi gửi về từ bên Pháp là từ 60 cho đến 77, và quà tặng theo đợt này sẽ là một set power con, nó bằng kim loại luôn đó các bạn. Và bên cạnh đó sẽ kèm cho chúng ta những cái hộp này để ráp thành cái bay nè, cái bay để cho Dino Megazord đứng lên. Các bạn thấy cái phần cánh chim nè, cánh của vượt long á, nó bự như thế này nè các bạn. Và đây là mẫu sản phẩm được làm lại mô phỏng theo con Sword of Shogun Daijujin của Bandai hen. Và bây giờ nhìn lại cái này, bên trong cuốn này nó toàn là chữ Pháp không các bạn ơi. Nó sẽ là liệt kê những bạc được tặng kèm số này, và rồi sẽ hướng dẫn chúng ta lắp ráp từng miếng một, từng con đinh ốc cũng phải tự lắp ráp ha. Và bên cạnh đó sẽ có thông tin về phim này nọ các kiểu. Và một cuốn này được niêm yết với giá là 12.99 euro như thế này. Đây, hãng là Antaya và mua bản quyền từ Hasbro. Mỗi sản phẩm này có bản quyền chứ không phải là lậu các bạn ha. Wow, rất là tuyệt vời. Tôi rất trông mong đến một ngày nào đó, chắc cũng phải nửa giữa năm sau á, thì tôi mới đủ 120 số để có thể lắp ráp được một con như thế này. Và hiện tại ở bên nước ngoài họ đã ra tới 110 rồi các bạn, gần đi đến hồi kết rồi, nhưng tôi chỉ mới tới 77 thôi, do tôi mua sau ha. Mỗi một tuần họ sẽ phát hành một số, và đúng một tháng họ sẽ gửi cho chúng ta một gói hàng gồm 4 hoặc 5 số. Đấy, tuyệt vời.